quay cho thấy. Tùy mấy ha, mấy em mới chịu thấy. Đó rồi, chụp cảnh live stream nữa, ngồi cái thui. Đốt vậy thôi ha anh Đăng. Có vậy thôi. Có vậy mà em chồi chạy thuộc mạng ra là chỉ có vậy thôi hả? Đúng 12 giờ. Cầm cái đó. Cầm cái có bình đồ cần của mình kia. 12 giờ 2 phút. Hiện tại lúc này. Oh man. Ghê quá. Này người hoàn tinh xuống giết á. Tự tưởng hoàn tinh. Em thích vậy. Tự nhiên cái chiếu cái mình đứng vô cái mình bay lên. Em là người được bay lên. Đi đứng à. Ừ đi qua bên kia đi. Đứng đầu hướng gió, đứng cuối hướng gió hướng đã. Trời này giống biểu tượng quỷ Satan quá à. Ê mình nhảy múa vòng quanh cái này đi. Lễ hội thôi quỷ Satan. Công sức mình thức một đêm qua. Nhảy đi, nhảy đi. Đúng rồi chơi đi, trong lúc mình thức đến giờ là... Có ai ở trong đó không? Kêu cầm cái la rồi mình giật. Ủa chào chào. Giờ ngắt bông quăng đâu. Đâu đâu mấy chú còn thức thì kêu mấy chú là làm DJ cho mình. Ờ mấy chú đang đứng hát. Bật cái bài chim bổ quàng cho mình nhảy. Ủa mấy bạn có nhận ra mấy cái này là cái gì không vậy? Mấy con chuông nó là cái gì á, thấy không? Cái số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không? Vàng. Không, cái này là biểu tượng. Đúng rồi, cái số của tiếng trăm ba. Ủa, cái bảng chữ đó là chữ trăm ba á hả? Không, chậm là em, cái đó là tiếng chậm á. Người mẹ xài á. Người mẹ ta xài tiếng đó. Có bông nó rớt từ từ. Cháy hết rồi mà. Đâu, cái này chưa cháy mà. Mấy giữa này chưa cháy. Cái nào chưa cháy? Đó, cái chơi chưa tăng. Cháy rồi. Có vậy hả anh Đăng? Trao giải đi kìa. Thương lấy cái thân ra. Chưa trao giải. Em được cái bình vậy hả? Chúc mừng em đi. Chúc mừng em, tốn em quá trời. Hàng bình này chân chân thân. Mình giải giải vừa nhắc đèn ấy. Đang quay phim. Em biết rồi, em mới chào. Em chở tay. Trời ơi, chào giống hoa hậu ghê ta nói. Cho nó bóp bóp. Đây em quay chị. Hành sẵn nó bóp bóp. Quay lại. Ủa, sao mấy Yay. Hello, hi. Như chiến thắng. Rồi mấy chị quay sáng. Lẽ lên mọi người chụp hết người ta. Vô. Giống cái đám cưới của chị, em đứng sau đây chị quăng bông cho em nha.